Chào anh em nhá. Hôm nay shop Tân Ánh nó vào thực hiện xin giới thiệu với anh em một cái mẫu bơm máy nhá. Mẫu bơm máy mới. Mẫu này là mẫu bơm máy hàng nhập khẩu nhưng mà nó không phải là hiệu Johnson các bác nhá. Cái này thì giá nó sẽ mềm hơn hàng Johnson. Nhưng mà chất lượng này rất là tốt, rất là tuyệt vời. Tại vì anh em một số là chơi hàng Johnson thì nhiều khi là cái đồ đạc thay thế nó hơi bị khó, hơi bị khan hiếm. Thì anh em có hơi ngại. Các bác có nhu cầu là cần một cái loại mẫu bơm nào đấy nó phổ thông hơn, độ dùng nó ổn định mà giá thành nó lại hợp lý thì đây là mẫu này nhá. Hôm nay giới thiệu chi tiết với anh em cái mẫu bơm này. Đây là cái miếng xốp phía trên này. Đây, hộp rất là chắc chắn nhá. Trong xốp này có dây dẫn này, hộp này hộp máy bơm này, dây dẫn này, túi phụ kiện theo này, dây bơm này nhá, dây bơm các bác nhé. Cái đây thì là chắc là catalo hình ảnh về sản phẩm. Nhưng cái này nó là hàng nhập khẩu các bác nhé, hàng nhập khẩu Trung Quốc thì nó toàn bộ là tiếng Trung luôn. Hàng này là hàng nhập khẩu Trung Quốc Trung ương nhé. Cái này thì nó không phải là hàng thương hiệu như hàng Johnson nhưng mà chất lượng nó rất là tốt. Cái Johnson kia thì chỉ thương hiệu nó cao quá nhé, giá thành lại cao. Đây là cái thân máy nhá, để tôi lấy ra cho các bác xem này. Đây là thân máy. Thân máy đây. Trong này vẫn có hộp xốp để đỡ nhá, cho em nhá. Đây là bộ phận chính của thân máy đây. Đây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách lắp luôn. Cái cách lắp đặt và test thử sơ một chút nhá. Thì hôm cái bơm Johnson thì tôi đang hướng dẫn cách lắp sơ rồi. Thì bây giờ trước mắt là nó đầu tiên là các bác sẽ thay cái nắp này vào, thay cái nắp thông hơi vào ở cái bình dầu này. Cái này là nó có dầu sẵn rồi nhé, nó có dầu sẵn rồi, các bác bỏ này ra, lắp cái ống thông hơi vào trước để cho máy nó thoáng nó bí, thoáng nó chạy được nhá. Đây, thông hơi này trước. Các bác để ý xoáy cho nó vào ren nhé, để cho nó trái ren. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Đầu tiên nó vào. Rồi. Ở cái này thì có một cái gói các phụ kiện, các lá, các sim đi theo để cho các bác sửa chữa thay thế là đầu tiên nhé. Đây, đây có cả cái đầu chuyển sang van xe Honda này nhé. Rồi để sang bên này. Đây là cái dây bơm. Dây bơm. Khánh ơi, cho anh cái cà lê 14 lên đây, mình bắt dây bơm. Dây bơm nhé. Dây bơm các bác sẽ bắt ở bên này. Đây chính là dây bơm này. Dây bơm nhé. Dây bơm này. Con này cái này bác xiên ạ. Cái này chắc chắn là con ốc xả áp đây rồi. Các bác xoáy chặt nó vào. Trước khi bơm tiến hành thì xoáy chặt con ốc xả áp vào. Cái này nó có nó đồng hồ nó nhiệt độ này, công tắc này nhá. Cái dây điện nguồn. Dây điện nguồn này thì được bắt trực tiếp ra các bác nhé. Bắt trực tiếp ra. Từ trong máy dẫn ra ngoài luôn. Và đây là cái cánh quạt này, là cánh quạt tản nhiệt này. Cánh quạt tản nhiệt, cái này là chạy bằng hệ thống motor ở trong này nhé. Cánh quạt tản nhiệt này. Đây. Rồi, tôi đi thiết kế đường điện nhé. Đây là cái cục máy bơm này. Bây giờ câu cái hệ thống làm mát nhé. Đây là cái máy bơm nhé, máy hút nước.
Đối với cái máy này ấy, thì cái máy hút nước nhé, các bác phải cắm vào cái nguồn điện riêng, cắm vào nguồn điện riêng. Lắp thả dây ra. Đây là cho mình 2 dây này. Thì các bác được câu vào đây nhé. Câu đây. À, khi câu các bác kéo cái ca su xanh này vào này, các bác đút vào, xong bật nó ra là nó sẽ kẹp chặt này nhé, kẹp chặt này rất là chắc nhé. Đây. Lắp nó đơn giản thôi. Rồi các bác lắp vào đây. À, dây trên là dây hút nhé, là dây thổi vào, thổi nước là mát vào này. Còn dây dưới là dây xả nước ra. À, các bác cắm dây trên vào máy. Rồi, nhé, cắm dây trên vào máy. Bây giờ phải đi kiếm nguồn điện, nhưng mà cái phích này lại là cái phích ba chân rồi. Tôi đi tìm cái gì nó chuyển đổi sang được nhé. Đây là nguyên cái máy bơm máy nhé, bơm máy. Loại này chạy cũng rất là ổn định, rất là êm. Có bảo hành cho các bác nhé, nó không phải hiệu trong sim. Bơm máy này thì giá thành nó sẽ thấp hơn trong sim, nhưng mà chất lượng nó rất là êm, rất là tốt. Và thứ hai nữa là khi các bác dùng có hỏng hóc sửa chữa gì ấy, thì đồ đạc nó linh kiện, nó dễ kiếm, nó dễ thay thế nhé. Đây để các bác xem chi tiết lại một lần nữa nhé. Đây. Bơm máy, bơm nén áp này. Đấy, cách nắp là như vậy nhé. Dây hơi, dây làm mát. Giờ chỉ câu thêm điện mình thôi nhé. Cái này có đồng hồ này, đồng hồ đo nhiệt độ này. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Các bác có nhu cầu cần tư vấn sản phẩm về bơm nén áp thì vui lòng liên hệ với lại số điện thoại của shop đây nhé. Xin chào.